Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Rowe bật khóc sướt mướt khi chứng kiến Phan đứng dưới trời mưa chờ đợi. Sau khi comeback, dường như Rowe dễ cảm động hơn. Cô nàng biểu hiện những hình ảnh sướt mướt khi gặp người hâm mộ, khiến ai cũng phải xúc động theo. Gần đây, Blackpink trở lại với How You Like That sau hơn 1 năm 2 tháng và quảng bá nhiều hơn trên các sân khấu K-pop. Đó chính là món quà lớn nhất dành cho người hâm mộ. Khi gặp lại những người hâm mộ, nhóm người đã đi theo Blackpink trong suốt hành trình dài. Các cô nàng không tránh khỏi cảm động, nhất là Rowe. Kết thúc chương trình Inkigayo vừa qua, giữa cơn mưa nặng hạt kéo dài ở Hàn Quốc, một màn gặp gỡ cảm động của Rowe và người hâm mộ đã diễn ra. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên người hâm mộ K-pop không được vào các sân khấu cổ vũ cho thần tượng, chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi trong thời tiết giá lạnh vì cơn mưa nặng hạt kéo dài. Sau khi Blackpink ra về, theo như quy định, các cô nàng không được tiếp xúc khán giả để giao lưu vì tình trạng dịch nguy hiểm. Mặc dù vậy, Rowe cũng mở cửa xe chào fan và cô nàng đã khóc sướt mướt khi chứng kiến những người hâm mộ thân thiết đứng dưới mưa chờ đợi. Lisa ngồi cạnh bên đã phải dỗ dành trước màn khóc nhẹ của Rowe. Sau hình ảnh này, một vài ý kiến đã dấy lên tạo nên những tranh cãi. Nhiều người sau khi chứng kiến khoảnh khắc này đã rất đồng cảm. Họ hiểu như thế nào là cảm giác gặp idol. Dù thời tiết có tệ hơn và khó khăn hơn thế, thì nhiều người vẫn sẽ đến vì Blackpink đã lâu lắm mới trở lại. Nhưng số khác lại cho rằng, fan hâm mộ K-pop đều có những thành phần như thế. Vì thần tượng có thể làm bất cứ điều gì, và tất nhiên sẽ không ngại đứng dưới trời mưa chỉ chờ đợi để gặp được thần tượng vài giây. Điều này làm nhiều người đánh giá thấp fan K-pop. Họ không cho rằng tình yêu này là sự chân thành, mà cho rằng sự yêu thích này là một loại phong trào và đang khiến nhiều người làm điều vô bổ. Trước những tranh cãi giữa hai luồng ý kiến về sự việc, nhiều người lại khá đồng tình về việc lựa chọn cảm xúc và sự yêu thích. Bởi vì, làm điều gì khi xuất phát bởi sự yêu thương, họ sẽ không đặt nặng những toan tính thiệt hơn.